Thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin kính chào tới ngồi quý vị. Bây giờ là chương trình ca dao tục ngữ và thành ngữ. Và xin chào anh Vũ Quang. Vũ Quang chào Hoàng Tuấn và Vũ Quang cũng xin chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, trước hết thì cho phép Hoàng Tuấn cảm ơn một vị khi xem chương trình đã gọi điện thoại cho Hoàng Tuấn. Nói về cái câu mà nghèo rớt mồng tơi đó. Thì hôm trước Hoàng Tuấn và Vũ Quang có nói là mồng tơi này không phải là cái rau mồng tơi, mà theo Hoàng Tuấn hiểu là cái áo tơi. Tại vì miền Trung, nơi quê của Hoàng Tuấn thì ngày xưa không có ni lông đó anh. Thì người ta lấy lá đó, người ta kết thành áo tơi. Thì có một người gọi cho Hoàng Tuấn biết là Hoàng Tuấn nói chỉ đúng một phần thôi. Người này nói như thế này: ở ngoài Nghệ An đó, nó có một cái loại cây, nó có một cái loại giống như là loại thuộc về họ cỏ đó, giống như lá là đây đó. Nó cũng tên là mồng tơi, nhưng mà nó không phải là rau. Đúng. Và người ta dùng cái cây đó đó, người ta đan lại, cũng giống như là đan, giống như là dịch chiếu đan chiếu vậy đó, bệnh lại. Rồi người ta mới làm thành cái áo, cái áo để mặc che mưa. Đúng. Và cái loại đó thì nó không có bền, cho nên là đi một thời gian thì nước mưa nó thấm đó, thì nó mục, nó hư đi, thì là nó rớt xuống. Thì khi mà Hoàng Tuấn nói là không phải trái cái rau mồng tơi là Hoàng Tuấn đúng. Hoàng Tuấn nói về cái áo thì đúng. Nhưng về cái mồng tơi thì người này, cái người bị khán thính giả này cho biết là ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh đó, có một cái giống đó. Nhưng mà Hoàng Tuấn tìm trên internet á, thì không thấy người ta nhắc tới. Vì có những cái thuộc về địa phương đó. Thì theo của người này là cái một cái loại cỏ, một loại lát, một loại đay, cái họ của nó tên là mồng tơi. Nhưng mà có một cái như thế này, mình không biết cái xuất xứ của cái câu đó nó từ đâu. Có phải là từ Nghệ An không? Tại vì nếu mà Nghệ An, chỉ có Nghệ An mới có cái loại mồng tơi đó. Thì có lẽ là phần lớn là cái áo mà để mặc che mưa như vậy đó, là nó chỉ có xuất phát ở đó không thôi. Trong cái đó đây nó dường như là ngày xưa ở ngoài Bắc đó, là người ta dùng cái đó rất là nhiều, tại vì không có những cái phương tiện mà gọi là mình may những cái loại áo mà nó cản được nước mưa. Thì có lẽ là nó rất là thông dụng ở ngoài Bắc ngày xưa, và có thể là cả trong Nam và những cái thời điểm mà những cái năm mà 1700-800 rồi đó, thế kỷ trước đó. Vâng. Thì cũng có thể là đúng là mồng tơi là nó có như thế, nhưng mà có thể các địa phương khác họ gọi cái tên khác. Và thường thường như thế này, có khi ví dụ một cái câu thành ngữ tục ngữ nó xuất phát từ một cái địa phương nào đó, rồi nó lan ra. Thì nó biến thể đi anh. Hoàng Tuấn đơn cử, giống như có một cái câu chung mà các miền đều biết là muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Bình Định cho dài đường đi. Bởi vì ở Bình Định là bánh ít lá gai. Nhưng mà khi nó về tới quê hương của Hoàng Tuấn là Quảng Nam, Đà Nẵng đó, thì người ta lại thu hẹp nó lại. Bởi vì ở Quảng Nam, Đà Nẵng thì nhiều nơi làm bánh ít lá gai lắm, nhưng mà đặc biệt có một cái địa phương tên là Trung Lộc, thì người ta trồng lá gai rất nhiều. Thì người ta lại nói là muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Trung Lộc cho dài đường đi, để cho nó phù hợp với cái bối cảnh của địa phương đó. Cho nên có thể là bởi vì ngày xưa là, nhất là khi mà vua Quang Trung mà tuyển quân lính đó, thì khắp miền đúng không? Cái câu mà nghèo rớt mồng tơi, nếu như đúng như vị tính khán giả này nói là ở Nghệ An, thì có thể từ một cái miền đó rồi nó đi ra nhiều nơi. Nhưng mà lâu ngày nghe thì ai cũng tưởng đâu là rau mồng tơi. Vâng. Vừa qua thì không nghĩ là rau mồng tơi. Dạ đúng rồi, mình cũng nghĩ như thế. Và thưa quý vị, chính vì vậy mà Hoàng Tuấn ngày xưa, lúc trước làm chung bên Nguyên Khôi cũng hay nói là chúng tôi là một học trò, mà chúng tôi có cả ngàn, hàng ngàn người thầy phía bên ngoài. Cho nên là những cái câu nào mà Hoàng Tuấn và anh Vũ Quang không rõ thì chúng tôi nói thiệt tình là không rõ. Quý vị biết, quý vị chỉ dạy mình rất là quý. Hôm nay thì cảm ơn anh Vũ Quang một điều là anh Vũ Quang có gửi cho Hoàng Tuấn một cái truyện mà không biết tác giả anh hả? Cái truyện này người ta viết, người ta dùng rất nhiều thành ngữ, tục ngữ để viết thành một cái truyện. Thì hôm nay Hoàng Tuấn và anh Vũ Quang sẽ lần lượt đọc gửi đến quý vị. Sau khi mà đọc xong cái truyện này rồi, còn thì giờ thì chúng tôi sẽ trích một phần, trích một đoạn đầu đó. Rồi nếu còn thì giờ thì đoạn thứ hai để nói về những cái câu thành ngữ tục ngữ nằm trong câu chuyện này. Và không phải tất cả câu nào chúng tôi cũng biết, có câu biết câu không nhé. Rồi cũng như trong cái những cái đoạn đó có những cái là mình, tại vì ở đây cái chuyện này là nó dùng rất nhiều thành ngữ và tục ngữ, thành ra
có thể như Vũ Quang với Hoàng Tuấn sẽ nhấn mạnh những cái chỗ mà gọi là tục ngữ đó, đúng, nhưng mà cũng có thể là nhấn mạnh nhầm, thành có thể nhấn trái. Thì bây giờ mình cái câu chuyện này để thử xem là anh Vũ Quang và Hoàng Tuấn đó là cái sự hiểu biết về cái về thành ngữ tục ngữ Việt Nam nó tới đâu. Xin mời anh đọc cái phần đầu trước. Vâng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đứng núi này trông núi nọ, giả kén kẹn hom, ghét của nào trời trao của đấy. Chị nọ phận hầm duyên ôi, kết tóc xe tơ với một anh chàng mặt nạc đóm dày, xấu ma chê quỷ hờn, lại đần độn ngốc nghếch, vô tâm vô tính, ruột để ngoài ra. Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, 18 cũng 14 cũng gật. Học chẳng hay, cày chẳng biết, lúng túng như thợ vụng bất kim, chỉ được cái sáng tai họ điếc tay cày là giỏi. Chỉ một đoạn này chúng ta thấy là rất nhiều, hàng chục cái tục ngữ bên rồi, trong cái đó. Phần tiếp theo là trăm dâu đổ đầu tầm, dỗ Tết cúng bái trong nhà, công to việc lớn ngoài xóm, hai sương một nắng tất bật quanh năm. Một tay chị lo toan định liệu, anh chồng thì như gà què ăn quẩn cối xay, lừ đừ như ông Từ vào đền, như cổ máy không giật thì không động. Giàu vì bạn, sang vì vợ, hàng xóm láng giềng kháo nhau, chàng ngốc thật tốt số, mã tán hàm rồng, như mèo mù vớ được cá rán. Thế là chị vợ mỏng mày hay hạt, tháo vát đảm đang, hay lam hay làm, vớ phải chàng ngốc đành nước mắt ngắn nước mắt dài, đèo sầu nuốt tủi, ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua ngày đoạn tháng. Nhiều lúc tức bầm gan tím ruột, cực chẳng đã, chỉ định một liều ba bảy cũng liều, lành làm gáo vỡ lòng muôi, rồi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi cho thoát nợ. Nhưng gái có chồng như gông đeo cổ, chim vào lồng biết thuở nào ra, nên đành ngậm đắng nuốt cay, một điều nhịn chín điều lành, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau cho êm cửa, êm nhà, sao nỡ vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai. Thì thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Biết chồng tại gia không trót, liền trổ tài điều binh khiển tướng, dạy chồng một phen, những mong mở mày mở mặt với bàn dân thiên hạ, không thua anh kém chị trong họ ngoài làng. Một hôm ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, giữa thanh thiên bạch nhật, chị vợ dỗ ngon dỗ ngọt, bảo chồng đi chợ mua bò, không quên dặn đi dặn lại, đến chợ phải tùy cơ ứng biến, xem mặt đặt tên, liệu cơm gắp mắm, tiền trao cháo búp, đồng tiền phải liền khúc ruột, kẻo lại mất cả chì lẫn chài. Được lời như cởi tấm lòng, ngốc ta mở cờ trong bụng, gật đầu như búa máy, vội khăn gói quả mướp lên đường, quyết phen này lập công chuộc tội. Bụng bảo dạ, phải đi đến nơi, về đến chốn, một sự bất tín, vạn sự bất tin. Ngốc quàng chân lên cổ, đi như chạy đến chợ, chợ giữa phiên, người đông như kiến, áo quần như nêm, biết bao của ngon vật lạ, thèm rõ rãi mà đành nhắm mắt bước qua, hai tay giữ bọc tiền khư khư như từ giữ oản. Ngốc nuốt nước bọt, bước đến bãi bán bò. Sau một hồi bới lông tìm vết, cỏ kè bớt một thêm hai, nải lên ép xuống, cuối cùng ngốc cũng mua được 6 con bò. Thấy mình cũng được việc, không đến nỗi ăn không ngồi rồi báo vợ hại con, ngốc mừng như được của. 2 năm rõ 10, ai dám bảo anh ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nghĩ vậy, ngốc ung dung leo lên lưng con bò đi đầu, mồm hô miệng hét, diễu võ dương oai, lùa đàn bò ra về mà lòng vui như hội. Giữa đường sực nhớ lời vợ dặn, suy đi tính lại, cẩn tắc vô áy náy, ngốc quyết định đếm lại đàn bò cho chắc ăn. Ngoảnh trước ngó sau, đếm đi đếm lại, đếm tái đếm hồi, chỉ thấy có 5 con, còn 1 con không cánh mà bay đi mất. Toát mồ hôi, dựng tóc gáy, mặt cắt không còn giọt máu. Ngốc vò đầu gãi tai, sợ về nhà vợ mắng cho mất mặn mất nhạt, rồi lại bù lu bù loa kêu làng kêu nước mà than thân trách phận. Ngốc về nhà với bộ mặt buồn thiêu như đưa đám. Thấy chồng về, chị vợ tươi như hoa ra đón, nhưng ngốc vẫn ngồi như bột mọc trên lưng con bò đi đầu, chắp tay lạy vợ như tế sao.
Mình ơi, tôi đánh mất bò, xin mình tha tội cho tôi. Nhìn chồng mặt như chàm đổ, mình giường dễ rung. Chị vợ không khỏi lo vốn liếng đi đời nhà ma, bèn rít lên như xé lụa. Cái đồ ăn hại, đàn ông con trai mà trói gà không chặt, làm sao để cho bò sống? Sợ thót tim vãi đái, nhưng Ngốc vẫn lấy hết sức bình tĩnh để phân trần. Tôi mua tất cả 6 con, họ giao đủ 6. Bây giờ đến mãi vẫn chỉ 5 con. Nhìn Ngốc ta vẫn ngồi như đinh đóng, nhìn Ngốc ta vẫn ngồi như đóng đinh trên lưng bò. Chị vợ hiểu rõ đầu đuôi cơ sự, dở khóc dở cười bảo chồng, thôi xuống đi, thiếu đâu mà thiếu, có mà thừa một con thì có. Chuyện này nó hay ở cái chỗ là cái dùng rất nhiều thành ngữ, tục ngữ ca dao, nhưng mà cái ý chính của chuyện là anh chàng này anh ngốc, mà tới khúc chót này mới thấy là chị vợ cho thấy cái ngốc dễ thương của ông chồng. Cầm cái câu hay đó, thiếu đâu mà thiếu, có thừa một con thì có, tức là anh của 6 con bò thêm anh nữa là 7 con. Thêm cái con bò nó ngồi trên con bò. Thì quý vị, cái người nào mà bỏ công nó viết cái chuyện này cũng rất là công phu. Vâng, vâng. Rất hay. Và rất đáng phục. Người ta chỉ để là sưu tầm đó chứ không. Vâng, vâng. Rồi bây giờ thì cái thì giờ còn lại chúng tôi giải thích được phần nào thì hay phần đó. Thì những cái câu đầu thì rõ ràng là anh vâng, ha. Vâng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vâng. Thì rồi. Câu này chúng mình đã biết rồi. Vâng, là, rồi. Tất cả những cái câu này là hầu hết là Hoàng Tuấn trong những năm qua là đều đã có sưu tầm, có đọc lên. Nhưng mà chắc hôm nay mình nhưng mà hôm nay mình gọi là cái cơ hội đó mà mình nhắc lại. Mình nhắc lại với lại mình mình để cho khán thính giả thấy là những cái đó nó ăn khớp vào trong cái câu chuyện là như thế nào. Thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì quý vị nghe rất nhiều rồi. Thường thường là cái việc cái nghĩa đen thì vỏ dừa thì ai cũng biết rồi, nhưng mà nghĩa bóng thì biết là nhiều khi mình tự mình tránh cái chuyện xui này nó lại gặp cái chuyện xui kia. Nó rõ ràng như thế. Còn cả câu là đứng núi này, đứng núi này trông núi nọ thì ai cũng biết. Vâng, tức là cỏ bên kia hàng rào nó luôn luôn nó xanh hơn bên này. Thì cái này là cái tâm lý rất nhiều người trong công ăn việc làm, trong đời sống cũng vậy. Thường là mình cứ nghĩ là bên kia đó, cái chỗ kia công việc kia nó tốt hơn ngoài việc kia của mình. Đó, rồi cái, nhưng mà cái câu cái ông hàng xóm cái bà hàng xóm nhà mình đẹp hơn bà vợ nhà mình nè. Nhưng mà cái câu tiếp theo, cái câu này là Hoàng Tuấn chịu thua và rất nhiều tài liệu giải thích cũng không có suông. Già kén kẹn hôm thì thì cái chữ kén á, chữ già biết được kén á, thì nếu mà nói về cái chuyện mà kén chọn đó thì chén kén chúng ta hiểu là kén chọn đúng không? Lựa chọn kén chọn đó. Già kén tức là kén chữ giữ vô, lựa chữ giữ vô. Còn cái kẹn hôm á, thì thực sự ra là nhiều nguồn giải thích mà nó không có rõ. Và có những người nói như thế này, và kén kẹn hôm này, kén này á, là kén của con tằm. Thì khi mà kén mà nó già quá đó thì lại cái hôm này cũng là những cái thanh tre người ta đan lại trong nghề nuôi tằm, thì nhưng mà không ai nói rõ cả. Thì chúng ta chỉ biết cái nghĩa bóng á là những người mà lựa chọn quá, kén chọn quá, kén chọn quá thì cuối cùng là không được gì cả. Còn việc cái nghĩa đen thì thật sự với quý vị là mình cũng bí luôn, cũng bí luôn. Nhiều người bảo là già kén tức là kén quá. Vâng. Nhưng mà thế thì tại sao là kén hôm là cái gì? Thì người ta bảo rằng già kén này nó liên quan tới cái việc nuôi tằm. Và cái kẹn hôm này thì chỉ có những người nào mà làm nghề chăn tằm mới biết. Nhưng mà thực sự là thì trên tài liệu người ta giải thích không rõ. Nhưng mà không thì cũng không có giải thích rõ ràng không thì tại sao cái kén mà già quá thì nó như thế nào, phải không ạ? Không, là tức là phải có cái sự so sánh, tức là cái kén mà nó già quá thì nó bị hỏng hay gì đó chẳng hạn. Nhưng mà không có ai giải thích rõ ràng, thì tất cả mọi người đều hiểu cái nghĩa bóng của nó thôi, còn nghĩa đen thì không hiểu. Rồi ghét của nào trời trao của ấy. Thì cái chuyện này thì xảy ra rất là nhiều. Rất là nhiều, ai cũng hiểu. Nhất là các anh, các chị cứ hay bảo ôi tôi ghét cái mấy ông người Bắc lắm. Thế mà bây giờ trời ghét của nào trời trao của thế bây giờ phải ông người Bắc. Phải ông người Bắc. Thế xưa có bà nào bà nói câu đó mà bà vớ phải anh không? Hình như chưa. Rồi chị nọ phận hẩm duyên ôi. Thưa quý vị, hẩm với ôi đó là
những cái chữ mà dùng trong thức ăn. Vâng, vâng. Dù cơm hẩm, cơm thiêu, cơm thiêu, cơm ôi, vâng, thức ăn mà nó thiêu rồi đó. Vâng. Mà ta dùng để ta ghép vô cái duyên phận, phận hẩm, duyên ôi, tức là duyên số không ra gì. Đó. Rồi mới kết tóc xe tơ. À, kết tóc cũng xe tơ kết là... tóc xe tơ, vâng, cũng là... một cái... gọi là một cái thành ngữ, một thành ngữ. Vâng, dạ. Tóc xe tơ là duyên nợ với nhau đó. Vâng. Với một anh chàng mặt nạc đóm dày. À, cái này thì cái câu này nó hơi nặng là như thế này. Mặt nạc thì trong từ điển người ta giải thích là mặt thịt. Ví dụ người ta ồ cái mặt bị thịt, tức là cái mặt nhìn nó đần lắm. Nhưng mà Hoàng Tuấn hiểu không biết có đúng không cái chữ nạc này đó, tại vì trong thịt á nó có thịt nạc, nó có thịt mỡ và nó có thịt ba chỉ, đúng không? Thì khi mà ví dụ cái miếng thịt mỡ thì nhìn nó mỡ màng, đúng không? Miếng ba chỉ thì nhìn nó vừa mỡ vừa nạc. Còn miếng thịt nạc đó, tức là nhìn miếng thịt là nó nhìn nó không hấp dẫn, nó trơ trơ ra như thế. Đó. Thì có thể người ta dùng cái chữ mặt nạc như thế. Nhưng mà cái nghĩa bóng mặt nạc là người cái mặt nó mặt bị thịt, nhìn nó đần độn. Nhưng mà cái đốm dày thì dễ hiểu. Anh có thuốc lào không mà? À, có. Thì thường hút thuốc lào thì cần có coi không có coi người ta hút thuốc lào thì cần có cái đốm, vâng, để châm lửa đó. À, vâng, khi người ta trẻ vâng. cái que đó thì nó gọi là cái đốm. Nhưng mà cái đốm đó nó phải mỏng thì đốt nó mới cháy. À. Còn cái đốm dày quá đó thì không nên chuyện. Mặt nạc đốm dày là cái người mà là không nên chuyện, người rất là dở. Rồi xấu là ma chê quỷ hờn. Trời ơi, thưa quý vị, ma chê mà quỷ hờn người này nó xấu kinh khủng lắm. Lại đần độ ngốc nghếch, vô tâm vô tính thì chúng ta biết rồi, vô là không đó ha. Vâng. Ruột để ngoài da. Vâng, cũng lại một cái thành ngữ nữa. Ruột để ngoài da. Ngoài da. Người mà người không suy nghĩ được cả. Suy nghĩ. Anh có nhớ cái bài hát của AVT không? Ba bà mẹ chồng đó. Nói về cái con dâu đó thì ruột để ngoài da, suốt ngày tơ tưởng đến cái cô hàng quà đó. Là tức là chứ có bị ruột. Nếu về việc nghĩa đen á thì không ai mà cái ruột mà móc mà để ngoài da cả. Như thế thì đổ ruột rồi. Nhưng mà ruột để ngoài da có nghĩa là những người đó là không có kín đáo. Người hờn tức là tất cả những cái gì trong bụng của mình á là phơi bày ra cho thiên hạ thấy hết. Biết cái gì là toàn ra hết. Nên ruột để ngoài da là như thế, chứ còn nếu mình ruột nào mà bỏ ngoài da. Rồi thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Đấy thì cũng lại một câu thành ngữ nữa. Cái thành ngữ rồi cái thằng nó như thiên lôi mà. Chỉ đâu thì nó đánh đó. Chứ còn ngoài ra không biết tính toán cái gì cả. Không có suy nghĩ, không biết tính toán, bởi vì giống như ông thiên lôi hả? Trời biểu đánh người nào là đánh người đó, chả biết rằng đó có tội hay không. Vâng, hoặc là lâu lâu đánh nhầm cũng dáng chịu. Rồi 18 cũng 14 cũng gật. Thì cái này là tục ngữ. Dạ. Vâng. Thì 18, 14 là hai con số khác nhau. Nhưng 18 cũng 14 cũng gật là cái người là không có đầu óc anh. Không biết suy nghĩ, ai nói gì cũng học chẳng hay, cày chẳng biết, lúng túng như thợ vụng mất kim. Thì cái học chẳng hay, cày chẳng biết này thì chúng ta thấy cái chữ học và chữ cày đó thì đó là hai thành phần trong xã hội. Vâng. Như người đi học là giới học trò, là kẻ sĩ, phải không? Sĩ tử chứ không phải tử sĩ nha, sĩ tử. Còn đi cày là nông dân. Vâng. Tức là có những trong xã hội ngày xưa, một anh là ăn học đỗ đàng, anh làm nên chuyện, không thì anh về đi cày. Ông này thì học cũng không hay, mà cày cũng không biết, nghĩa là quá dở đi, là dở vô cùng. Rồi, rồi lúng túng như thợ vụng mất kim. Dạ, thưa quý vị, cái kim mà mất rồi mất cả. cái kim nó nhỏ xíu à, nó rơi kiếm đâu ra, mà thợ này cái gọi là... Cái vật dụng để mà làm ăn, để kiếm tiền, mà vụng đến đó mà mất cả cái kim. Mất cái kim. Khỏi ăn. Nhưng mà thợ vụng mà mất cái kim nữa thì thôi, cái như thua luôn. Đó. Chỉ được cái là sáng tay họ, cái chữ này chữ tay chứ không phải tay anh. Tại sáng tay. Sáng tay họ. Rồi điếc tay cày. Chứ không phải là tay cày. Chứ không phải là cái tay. Chắc một lát mình phải sửa lại. À. Thì cái câu này thì có lẽ anh không có... Anh không sống ở vùng nông thôn mà anh không thấy người ta đi cày bừa, chắc anh không có rõ cái này phải không? Không. Ok, rồi cái này thì Hoàng Tuấn biết. Bây giờ Tuấn có nghe người lớn kể và chính chứng kiến nữa. Sáng tại họ điếc tai cày là bởi vì cái con bò với con trâu đó ở vùng quê của Hoàng Tuấn đó, thì khi
khi mà kêu nó đứng lại thì người ta kêu họ. Nhưng mà khi quẹo bên phải đó, Hoàng Tuấn không nhớ là người ta kêu là họ ri và họ tắc. Tức là người ta có cái ngôn ngữ riêng cho giống trâu bò. Trâu, quê Hoàng Tuấn thì trâu. Tức là ví dụ như họ ri là quẹo bên trái, họ họ tắc là quẹo bên phải. Thì Hoàng Tuấn nhớ không chính xác, nhưng mà cái ngôn ngữ dùng cho con trâu. Nhưng mà khi mà kêu đứng lại á, thì kêu là họ, nó đứng lại. Thì tức là ý cái con trâu này nó làm biến. Biến nó quẹo phải thì nó không nghe. Quẹo trái không nghe, nó đang đi họ, cái nó đứng lại liền. Tức là nói về cái con trâu con bò nó lười. Ở vùng miền Đông á, vùng miền Đông ở Hoàng Tuấn ở Long Khánh á, thì người Bình Dương sông Bé, người ta về người ta làm nông ở đó, thì người ta đánh trâu, đánh bò chứ không có trâu, không có trâu. Thì người ta dùng cái ba cái chữ là thá ví. Thá là Hoàng Tuấn lâu quá không nhớ. Thá là như bên trái, ví là bên phải. Nhưng mà khi mà đứng lại thì người ta dùng chữ sộp. Kêu sộp thì nó đứng lại. Nhưng mà cái câu thành ngữ này tức này là nó xuất phát từ ngoài miền Trung, ngoài miền Bèn Bắc. Cho nên cái chữ họ là một cái chữ khi kêu con trâu con bò nó đứng lại. Thì tức là khi họ ri họ tắc thì là phải đi cày. Giống như mình đang đi làm đó, biểu đi làm đi thì mình được biểu nghỉ nghe, cái mình nghỉ liền. Rồi break. Break kiểu liền đó. Không cần biết ông là ngôn ngữ nước nào. Thì chỉ được cái sáng tay họ, điếc tay cày là do, có nghĩa là lười. Kêu đi làm thì lừ đừ mà nói nghỉ nha, cái là giỏi liền. Thì thưa quý vị, vì cái thời gian không có đủ cho nên chúng tôi đọc hết cái chuyện rồi, chúng tôi chỉ trích một phần của cái chuyện này để giới thiệu với quý vị những câu thành ngữ và tục ngữ. Và trong chương trình tới thì Hoàng Tuấn và anh Vũ Quang sẽ tiếp tục những đoạn khác trong câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ đi dành cho phần sau. Đúng. Cảm ơn Vũ Quang, đặc biệt là cho cái bài ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần tới. Vũ Quang chào Hoàng Tuấn và cũng xin chào quý khán thính giả.